Thưa quý vị và các bạn, xây dựng Festival Sông Hồng thành thương hiệu điểm nhấn của Lào Cai, đó là chỉ đạo của đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức Festival Sông Hồng tại buổi họp rà soát các nhiệm vụ đã triển khai, thống nhất kế hoạch chi tiết về tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao trong khuôn khổ Festival Sông Hồng diễn ra vào chiều 20 tháng 6. Festival Sông Hồng năm 2024 với chủ đề Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt. Dự kiến tuần lễ Festival Sông Hồng sẽ diễn ra từ ngày 26 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11 năm 2024. Địa điểm tổ chức lễ khai mạc và chương trình nghệ thuật dự kiến tại vị trí xây dựng Công viên Văn hóa Lào Cai, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai. Tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Giàng Thị Dung nhấn mạnh, năm 2024, tỉnh Lào Cai tổ chức Festival Sông Hồng với quy mô cấp tỉnh. Những năm tiếp theo, nâng cấp quy mô quốc gia quốc tế, xây dựng festival thành thương hiệu, điểm nhấn của tỉnh Lào Cai và Châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Đồng thời đề xuất với Châu Hồng Hà, từ năm sau sẽ luân phiên tổ chức giữa hai địa phương của hai nước.